Em cảm ơn anh nhá. Vì chuyện gì? Thì anh đến thăm anh Tuấn nhà em. Anh giả anh, thế như anh phải đến chứ. Mấy hôm nay anh ấy bị bệnh, mà bạn bè anh ấy hay chơi, chẳng có ai đến thăm cả. Anh ấy buồn lắm. Anh cũng nói chuyện với nó rồi. Vâng ạ. À, mà gia đình em đã lo đủ viện phí cho nó chưa? Vẫn chưa anh ạ. Bố mẹ em cũng đang chạy vạy khắp nơi để vay mà vẫn chưa được. Tiền của anh ấy thì đổ hết vào lô hàng vừa rồi, nên bây giờ gia đình em phải lo hết ạ. Thôi, để bây giờ em đưa anh ra bến xe nhá. Thôi, anh tự về rồi. Em lên xem nó cần gì thì lo cho nó. Vâng ạ. Thế thôi anh về trước nhá. Vâng, em chào anh. Bye. Keo này anh thấy nhiều cây vẫn chưa thu hoạch được mà. Còn non lắm. Bây giờ bán làm sao được em? Em biết. Thế nên là em muốn bán cả mảnh đất này luôn. Anh xem có giúp được em không? Sao lại bán cả mảnh đất? Thực sự là bây giờ em đang cần một số tiền rất là lớn. Mảnh đất này thì anh không đủ tiền mua. Nhưng mà để anh về anh hỏi bạn bè anh xem có ai giúp được thì anh giúp em. Thế thì anh giúp em với. Để anh về anh hỏi xem. Cây này, keo này vẫn còn non lắm. Rồi bên kia thì nó chỉ thu hoạch được một số cây thôi. Chứ anh thấy phần nhiều nên để thêm một thời gian nữa. Bây giờ bán phí lắm. Alo anh ạ. Anh vừa chuyển tiền qua tài khoản cho em rồi nhá. Em cầm lấy mà lo viện phí cho anh Tuấn. Vâng, em cũng vừa mới nhận được tin nhắn. Mà anh kiếm đâu ra khoản tiền lớn như thế? À, anh dành dụm được mấy năm. Với anh mượn bạn bè một ít đấy mà. Nhưng mà... Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều quá. Bây giờ quan trọng là lo cho anh Tuấn đã. Vâng, thế anh cho gia đình em vay nhá. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Vâng, em chào anh ạ. Rất tiếc, dự án lần này chúng tôi không thể hợp tác được. Chuyện này là sao thưa chị? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận xong rồi sao? Tôi đã nhận được thông báo về tình hình của công ty bên anh. Và tôi thấy có rất là nhiều điều không được minh bạch và không rõ ràng ở đây. Chị nghe thông tin này ở đâu vậy? Chắc là do các công ty đối thủ muốn chơi xấu chúng tôi thôi ạ. Thông tin từ tôi đấy. Mày... Chào anh, chào chị ạ. Chào em. Sao mày lại ở đây? Chắc hai người ngạc nhiên lắm phải không? Đưa anh. Đây là toàn bộ tài liệu chứng minh công ty của ông bà nhập hàng chất lượng kém rồi bán cho đối tác với giá cao. Em mời chị ạ. Sao? Ông còn cãi được nữa không? Tôi cũng đã gửi hết tất cả tài liệu này cho các đối tác của công ty đa gia. Công ty của ông bà chuẩn bị phá sản đi là vừa. Mày... Tại sao chỗ bạn bè ông lại làm như thế với bọn tôi? Bạn bè á? Hai người đã bao giờ coi tôi là bạn bè chưa? Lúc tôi thành công thì hai người đối xử tốt. Còn lúc tôi khó khăn, hai người có coi tôi ra cái gì không? Nhưng đâu có đến nỗi. Tại sao ông lại đối xử với bọn tôi như vậy? Bà hỏi thằng Trung ấy. Nó chính là thằng đã hại tôi đấy. Bà hiểu không? Thưa anh, công ty có chuyện rồi ạ. Có chuyện gì? Em nói đi. Tình hình là lô hàng nguyên liệu vừa mới nhập về là hàng giả và kém chất lượng anh ạ. Sao lại có chuyện này được? Dạ, bộ phận kiểm định vừa mới gửi lên ạ. Em cho người trả lại ngay cho công ty A-Lay đi. Không trả được anh ạ. Em có liên hệ rồi nhưng mà bên công ty họ không liên lạc được. Và em tìm hiểu thì công ty đó đã tuyên bố phá sản rồi ạ. Tại sao lại có chuyện này được chứ? Ai là người quyết định nhập lô hàng này? Dạ... Ai? Chính anh đấy ạ. Hôm nay ông bạn gọi tôi ra đây có chuyện gì đấy? À, tôi đang có một việc muốn nhờ bạn, nhưng không biết có nên nói ra không? Trời ạ, bạn bè với nhau, việc gì mà phải khách sáo đấy nhở? Nói đi. Thật ra thì bên tôi ấy đã nhập thường một lô hàng vải. Nghe nói bên bạn cũng đang cần, nên tôi muốn kết nối với bạn. Lô hàng bên tôi là lô hàng loại 1. Nếu bạn cứ yên tâm về chất lượng đi. Nếu bạn nhập lô hàng này về, coi như bạn vừa có hàng để sản xuất, bạn vừa giúp tôi luôn. Thực sự thì tôi đang rất cần tiền để tái đầu tư. Được rồi, tôi sẽ xem xét. Cảm ơn bạn nhé. Không có gì. Bạn bè với nhau ấy, giúp được gì thì tôi giúp. Ông ấy, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhá. Cảm ơn ông nhé. Nước đi. Thuê bao quý. Thuê bao quý khách. Cái chó này. Thế nên hai người đừng trách tôi. Mày cứ nhớ mặt tao đấy. Chị ạ. Cảm ơn em nhá. May có em thông báo, không là công ty chị đã gặp rắc rối rồi. Không có gì đâu ạ. Em cũng từng bị họ lừa một lần rồi. Vì thế em không muốn ai bị lừa nữa. Đi, chúng ta đi ăn cái gì đó, rồi bàn về dự án sắp tới nhá. Vâng ạ. Anh, chuyện này là sao? Cô ta là ai? Tại sao anh lại cầm tay cô ta? Anh, ai đấy ạ? À, người yêu cũ của anh mà. Chia tay rồi cô ta cứ làm phiền anh ấy. Đi thôi em. Anh nói cái gì cơ? Người yêu cũ á? À, nhân tiện gặp cô ở đây, tôi nói luôn cho cô biết, tôi và cô chia tay. Anh... Tôi sao? Anh đúng là đồ tồi, vô liêm sỉ mà. Cô không thể mở miệng chửi tôi được cơ á? Cô nhìn lại chính bản thân cô xem. Bạn trai cũ của cô phá sản, cô bỏ anh ta để theo tôi. Cô nói xem, cô có đủ tư cách gì để nói tôi không? Đi thôi em. Với một người con gái hám tiền và thực dụng như cô ấy, thì đừng mong kiếm một tình yêu chân thành. Đi thưa anh. Hợp đồng với công ty Bipu đã hoàn thành xong rồi anh ạ. Em làm tốt lắm. Cứ đưa hợp đồng trước Tết thế này thì ăn Tết ngon rồi. Mà anh muốn về công ty luôn không ạ? Hôm nay cho anh về sớm. Dạ. Anh qua đón đứa em gái rồi chuẩn bị ít đồ về quê luôn. Vâng. Mà em chuyển 300 triệu vào tài khoản Nguyễn Văn Cường hộ anh chưa? Em chuyển rồi ạ. Mà đấy là ai vậy anh? Người bạn, người anh em của anh. Thằng kia em chào các anh ạ. Thôi khỏi phải chào. Này, mày định bao giờ trả tiền cho bọn tao đấy à? Anh thư thư cho em một thời gian nữa được không ạ? Thư thư á? Mày thư thư hơi lâu rồi đấy nhá. Tao không đợi nữa. Trong hôm nay mày phải trả tiền cho tao. Hôm nay thì em không trả được đâu ạ. Anh cho em thêm 1 tháng nữa được không ạ? Không là không. Này, mày đang làm cái gì đấy? Dạ, em đang đi chở thuê phân đạm anh ạ. Các anh làm gì đấy ạ? Bây giờ mày không có tiền nên tao sẽ lấy cái xe phân đạm kia để trừ tiền dần. Em xin các anh, xe này không phải là của em mà là của người ta anh ạ. Đấy là việc của mày. Em xin anh ạ. Cút ra. Em xin anh đừng đẩy xe của em đi ạ. Sao? Cháu không sao. Các anh làm cái gì vậy? Không phải việc của bạn. Nó là bạn thân của tôi. Việc của nó cũng là việc của tôi. Ok. Giờ nó đang nợ tiền tôi. Bạn có ngon thì trả tiền giúp nó đi. Bao nhiêu tiền? 50 triệu bạn ơi. Ở đây tôi có 10 triệu. Ông cầm lấy trước. Còn 40 triệu chốc qua nhà tôi đưa nốt. Đấy. Như thế có phải là xong không? Ai cũng vui. Tôi xin nhá. Số còn lại tí tôi sang nhà lấy nốt. Đi mày. Này, mày làm gì mà nợ chúng nó nhiều tiền thế? Tao... Bây giờ anh còn hỏi được à? Anh ấy mượn tiền là để giúp anh chữa bệnh đấy. Tao xin lỗi mày. Vì tao mà mày phải gặp chuyện như thế này. Tao không sao đâu. Lúc tao khỏi bệnh xong, tao định về thăm mày luôn. Nhưng mà phải giải quyết một số chuyện trên kia, giờ mới thăm mày được. Thôi, về nhà đi, tao có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm. Thế chờ tao chút, tao bốc nốt chỗ 3 phân này vào trong kia đã. Để tao giúp mày. Đưa sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ quảng cáo, số điện thoại 0859 11 3333.